Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. It's necessary to be personal. Xưa kia tôi là gã nghiện đường. Tôi không thể quên được hoàn cảnh khó xử giữa nàng Gloria Swanson và một viên đường. Buổi họp được nhóm vào buổi cơm trưa tại văn phòng biện lý, đường số 5 ở New York. Mọi sự đều bình thường khi tôi khẽ nhón chân bước vào. Cô Swanson linh hoạt và sâu sắc hơn mọi người, dời khỏi chiếc ghế kế bên để dành chỗ cho tôi. Vì chưa từng gặp cô ngoài màn ảnh, và vì bất ngờ nên tôi bị bỡ ngỡ khi đón tiếp cô. Người phân phối thức ăn xuất hiện với các món thường dùng cho buổi cắm trại, có cả bình cà phê và khay đường viên. Các đồng nghiệp của tôi là phóng viên của các tờ nhật báo ở New York, tiếp tục tranh cãi sôi nổi khi thức ăn truyền đi quanh phòng. Tôi bốc giấy bao chiếc sandwich, bật nắp bình cà phê và lấy một viên đường. Vừa thấy tôi lột giấy bao đường, nàng khẽ nói với một giọng giá lệnh, món ấy là thuốc độc, và dú lên, bạn ơi, bỏ ngay xuống đi, em chả có thứ đó trong nhà. Tôi như lùi khỏi vực thẳm, rồi tôi nhìn nàng. Ôi đôi mắt xanh rộng mở, hàm răng rắn chắc kia dạng dở trong nụ cười. Tôi như đứa trẻ bị bắt gặp bỏ sót chiếc găng tay trong lọ bánh ngọt, nên đành bỏ viên đường xuống. Trước mặt nàng, tôi không thấy món nào vừa được phân phối. Nàng tự đem đến một chiếc bánh, trên mặt không có giải một thứ gì cả. Nàng tặng tôi một mẫu nhỏ. Ăn xong, tôi bộc bạch với cô ơi, tôi chưa từng ăn món nào ngon như thế này. Chúng tôi đã từng nghe nhiều giai thoại về lối dưỡng sinh ngoại lai của cô Swanson. Nhiều vần thơ đã ca ngợi nhan sắc của nàng không bị thời gian tàn phá. Ngồi kề bên, mắt nhìn mắt, thật khó mà ngờ vực đức hạnh đứng đắn của nàng. Nàng khẽ nói, em thường bất bình khi nhìn người ta ăn thuốc độc. Nhưng mọi người phải tỉnh giác nhận ra đó là thuốc độc. Thật là khó anh nhỉ. Thiên hạ có thể nhai thủy tinh xay nhuyễn trước mặt em mà em không dùng mình đâu nhé. Cứ làm thử xem, hãy thách thức em pha đường vào cà phê đi. Ăn đường trắng hả, ta tự sát thôi. Em có quan tâm đến cuộc sống kẻ khác anh nhỉ. Rồi nàng cắn nhanh miếng bánh trong nụ cười. Tôi bị ám ảnh suốt bao ngày. Mỗi lần định sờ đến đường, tôi bèn giật người thối lui, rồi tơ vương đến lời răn của nàng. Ta chỉ biết ta mê nghiện điều gì khi ta nhất quyết không làm điều ấy nữa. Tôi nhận ra là tôi quen ăn đường, rất say mê đường. Tôi muốn từ bỏ mà không biết làm cách nào. Tôi mê nhiễm đường từ bao lâu rồi? Có lẽ tôi nghiện nó từ lúc còn trẻ, vì kỷ niệm về giờ cơm tại nhà với gia đình là nỗi khổ tâm phải nuốt nhanh miếng thịt với khoai tây để bước vội lên thiên đàng, món tráng miệng ngọt lịm. Bà tôi luôn chữ một bao đường củ cải Michigan cỡ 100 cân anh ở phòng chứa thực phẩm phía ngoài nhà bếp, có chiếc muỗng to bằng thiết nằm bên trên. Khi tôi hái bồ công anh cho bà làm rượu lậu, trong thời kỳ có luật cấm nấu và bán rượu phi pháp 1920-1933, thì bà đem giữa, cho vào bình thật to, rồi giải đường vài chanh cho mau dậy men. Tôi còn nhớ khi trời vào thu, bà cũng giải đường lên bánh mứt đào và táo, lên các loại bánh, vào các thùng lớn có trái đào, mận đang sôi sục, để đóng hộp. Đường thường thâm nhập vào các món khoái khẩu làm với cà chua và các loại rau củ ngâm giấm. Khi tôi đi học về thì cô mua an tình, cô láng giềng và là tay đầu bếp của gia đình, hay trao cho bánh mì mới ra lò, có chét bơ và có giải đường nâu trên mặt. Có điều dễ nhớ mà khó tin về cuộc sống ở một thị trấn thuộc miền Tây Trung Bộ cách đây 50 năm, mà giờ đây đã thoáng qua mất. Gia đình kiểm soát hết thảy các món ăn nào trẻ con cho vào bụng. Cha mẹ chăm sóc bảo vệ con cái. Ai cũng biết cha mẹ cho phép và cấm ăn món gì. Lén ăn bánh mì thịt bằm hay uống một chai coca còn khó hơn cướp ngân hàng hay bỏ đi lễ nhà thờ ngày Chúa Nhật. Thị trấn có một nhà hàng, trước kia là quán rượu các tay giang hồ thường lui tới. Nếu tôi vào cửa hàng với 5 đồng xu để mua thức ăn, thì người chủ tiệm hay báo cha tôi ở văn phòng bằng điện thoại. Rồi khi về nhà ông cứ dày mắng tôi mãi. Những cửa hàng tạp hóa đều có quầy kẹo và tiệm thuốc tây ở góc đường có bình nước ngọt màu mè. Kem lạnh làm ở nhà, chỉ được ăn vào ngày Chúa Nhật. Kem có thể đặt mua ở quầy thuốc tây vài dịp lễ và phải nhanh chân kẹo hết. Nước đá và tủ lạnh là chuyện mộng mơ thuộc về năm 2001. Phải ăn sáng trưa chiều tại nhà, có cô mua an tình canh chừng, nếu không ăn thì nhịn đói thôi. Không cách nào mở thùng nước đá mà thiếu vắng cô. Lúc ấy tủ lạnh trong nhà tôi là cái thứ nhất trong thị xã. Viên nước đá làm tại nhà là một sự sáng chế kỳ lạ, bí hiểm hơn máy thu thanh. Hầm dự bỏ trống, việc dự trữ thức ăn trong chai, hộp đành nhường lại cho thức ăn mua ở cửa hàng. Nước ngọt,
Coca không có trong nhà dù Canada Rye có bán tại địa phương nhưng riêng bố uống thôi. Mãi về sau khi tôi lên 8, một du khách mới gieo dắt cho ý tưởng hưởng thụ về kem lạnh nổi lều bèo trong cốc nước ngọt. Chúng tôi có thể biết những món ấy từ lâu, nếu được xem cuốn phim đồi bại, nhưng loại phim này bị cấm xem, dạp thì ở bên kia đường tàu hỏa. Kẹo bông gòn, các loại mứt đều bị cấm chỉ cũng như phim. Chúng tôi được giăng dạy, nó làm con bệnh. Thế mà khi chúng tôi lưu ý gia đình rằng có mấy đứa trẻ ăn kẹo mà không hề hấn gì, thì những ánh sáng khoa học này không lay chuyển được cha mẹ. Tôi phạm tội đầu tiên tại hồ thủy tinh, Crystal Lake. So với thị xã tôi đang ở thì hồ thủy tinh giống như Babylon hay Las Vegas. Có sòng bạc trên mặt nước, nơi đó khách thập phương đến khiêu vũ trong bóng mờ với ban nhạc tự xưng là của Hollywood. Có sân đánh golf, quần vợt, có thuyền chạy nhanh, có người da đỏ bán dỗ đang tay cho du khách cuối tuần. Có gái hút thuốc, trai ngực chận đến bơi về đêm. Các cây xăng ở lề đường với chiếc lều cất gần bên, trong có các chai nước ngọt đủ màu luôn nằm trên nước đá, cam, anh đào, dâu tây, chanh và nước gì đó gọi là Green River. Màu nước nho tím đậm làm tôi ngây ngất. Ở nhà có được nếm món đó bao giờ đâu. Tôi bắt đầu thầm mơ đến đô thị mê ly này. Tôi còn nhớ lần đầu tôi lén lục lọi ví tiền của mẹ đang ngủ trưa. Tôi chỉ lấy 5 xu, mỗi lần 5 xu thôi. Tôi không dám lấy 10 đồng xu nếu không có 5 đồng xu. Hai chai có thể là quá liều lượng khiến núi răng tím ngắt và răng có thể bị tiêu mòn. Chúng tôi trải qua mấy mùa hè tại hồ thủy tinh, cho đến khi tôi được 12 hay 13 tuổi. Vào thời cao điểm mùa đông, tôi làm được 75 đô la mỗi tuần, cả một gia tài kết xù thời ấy. Tôi là tay dương cầm hào phóng nhạc gia trên đài phát thanh. Nhưng tôi lại không đủ tài khoản để viết ngân phiếu trả cho cái quán bên đường. Nếu tôi không kiềm chế được thói quen khát nước nho, tôi bèn nói láo, gian lận và trộm cắp để đủ tiền trả. Cái ngày mà giọng hát tôi biến đổi thì cũng là lúc nghề nghiệp trên sóng phát thanh bắt đầu kết thúc. Khi tiếng hát của tôi mất giọng trẻ thơ thì chả ai còn đoái hoài đến lối đánh dương cầm của tôi. Tuổi dậy thì đem lại nhiều điều đáng sợ. Mặt, cổ và lưng nổi lên mụn mủ xấu xí. Thoạt đầu tôi cho là phong cùi nên có cầu nguyện đôi lần. Trước kia tôi chả bao giờ nhìn những đứa trai lớn tuổi hơn bị cái chứng này. Có lẽ tôi không để ý cái xấu của họ mà chỉ thấy cái xấu của tôi. Tôi hổ thẹn khi mặc quần đùi, dù đó là thời trang. Cô y tá gia đình khuyên nên dùng kem Noxzema. Cô giặt đồ thì dùng mình vì vết mũ máu trên quần áo. Giờ đây tôi khổ đau vì tội lỗi. Nếu có ai đó hiểu tôi để chỉ cho tội lỗi phạm vào thời ấy thì tôi đã được cứu rỗi qua bao năm u mê rồi. Nhưng ai có thể hiểu được thói mê đường thầm kín của tôi? Bác sĩ gia đình đâu rồi? Đấy nhé, thị xã chúng tôi có một ông, nhưng không phải bác sĩ Marcus Gelby. Nhà ông đối diện nhà chúng tôi bên kia đường và một nỗi hãi hùng mà thị xã phải cam chịu là ý tưởng về việc cấp cứu có thể xảy ra, mà chỉ có mỗi bác sĩ Hudson có thể tiếp trợ. Bác sĩ Hudson lại nghiện ma túy. Tôi không dám nói xấu ông. Ông bác sĩ lè phè này đôi khi đi vòng quanh phố như kẻ sống dở chết dở. Ông có văn phòng bằng gỗ phía sau nhà. Lúc trời sẩm tối, trẻ nít hay núp ở cửa sổ và lén nhìn ông nằm trên ghế nệm da đang mơ màng trong khói thuốc. Khi có tai nạn ở thị xã, các lính cứu hỏa tình nguyện thường phá cửa văn phòng, xịt nước vào người ông, rồi chờ ông làm việc như buộc nẹp cầm máu trên cánh tay một nông dân bị kẹt vào máy đập lúa, rồi họ lập tức đưa nạn nhân qua thị xã gần bên. Nếu quý vị có điều kiện như chúng tôi, quý vị có thể mời bác sĩ bên ấy bằng điện thoại. Do đó chả bao giờ gặp được ông, trừ phi chúng ta tốt bụng và có bệnh. Ôi, thật là kinh khủng. Tôi đến nha sĩ mỗi năm 2 lần. Cái mốt thời đại đấy, nha sĩ cho biết sâu răng là do ăn quá nhiều đường. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe vị bác sĩ nào mở miệng nói về điều ấy cả. Quý lão bà khả kính xưa kia hay nói về ăn uống vô độ, mê ăn làm con bệnh, con đau bụng, bị ói mửa v. 5. Làm sao tôi tìm được tương quan giữa ghẻ chóc và các thói hư thầm kín của tôi? Các đứa trai khác cũng có bệnh về da như tôi vậy. Rồi tôi lại nghe đồn rằng cái bệnh của tôi là do thủ dâm quá độ. Người bạn tôi có người anh đang học trường dòng Thiên Chúa ở Chicago để thọ chức linh mục. Anh là người lão luyện về môn giới luật tình dục. Anh loan tin rằng trong địa phận dòng thánh ở Chicago, thủ dâm là tội nhẹ. Ai phạm lỗi này ở Michigan thì phải chết. Còn ở Illinois bạn có thể phạm tội này ban đêm, nhặt quần sáng hôm sau rồi nhập cuộc cùng hội thánh. Tôi bắt đầu nhận chìm nỗi buồn của tôi trong cốc sữa pha mạch nha vào thời còn trung học. Nhà đã dọn về thành phố và tôi phải đi nhiều dặm đường mới đến trường. Tôi được cấp 10 xu mỗi ngày để đi xe điện khứ hồi, ăn trưa với các thức ăn trong lớp ư.
nào tôi có chịu đem theo sandwich và trái cây. Tầm thường quá. Cơn khủng hoảng kinh tế đang hoành hành, sinh hoạt gặp khó khăn. Đại hạ giá một ly sô-cô-la có mạch nha là 10 xu một ly, cỡ thật bự. Suốt 2 năm tôi bách bộ đêm ngày dù mưa hay nắng để có đủ 10 xu mỗi ngày và 5 ly hàng tuần. Quá tuyệt. Mũ trở nên tệ hại hơn. Nước búp sen ở sân vận động của trường hành sát tôi đau đớn quá. Rồi tôi lại nghe ai đồn rằng mụn mũ là do ức chế tình dục, buông xả đi sẽ không có bệnh đó. Tôi muốn lao vào phương thức trị liệu này để hết ngay các u nhọt. Ở sân trường trung học, không ai được phép hút thuốc. Thuốc lá quá đắt đỏ, và hút thuốc được xem như là thiếu nam tính. Nhiều nam sinh cố bỏ thuốc lá để mong được gia đình thưởng cho chiếc ô tô Ford Mustang khi tốt nghiệp lớp 12. Tôi thích hút chứ không chịu mua thuốc. Tôi luôn móc túi để trả tiền các món ngọt. Một môn học chán phè là lớp tập thể dục, học sinh phải bơi lội, chạy đều bước, chơi bóng chuyền hay cử tạ cho đủ số giờ ấn định trong tuần. Phiếu vào lớp được đục lỗ, dứt khoát phải thế. Hàng năm có khám sức khỏe qua loa. Nếu bạn hỏi vị bác sĩ trẻ về bệnh chứng nào đó đã phiền hà bạn thì ông ấy tỏ vẻ cẩn thận, tránh dẫm lên địa phận của sở y tế địa phương. Ông thường bảo, hãy về gặp bác sĩ gia đình để trị bệnh đó. Nhiệm vụ của ông ta là tìm ruột thòng và bệnh lở bàn chân do nấm. Vào dịp nghỉ hè tôi quá gian đi hàng ngàn dặm và sống nhờ Pepsi Cola. Mãi đến lúc viếng miền Nam, ngay lần đầu một cô nàng đưa tôi vào gặp cái món gọi là cocaine, có bán tại tiệm nước ngọt, được pha với rất nhiều nước đá đập nhỏ, vani, siro và soda. Ở miền Bắc nó được gọi là Coca-Cola. Miền dưới kia nó thường được dùng để trị nhức đầu theo cách của người da đỏ. Sau 2 năm đau khổ ở đại học cộng đồng, tôi đành bỏ học. Đối diện cuộc đời không mảnh bằng cấp, trong tay là cả sự liều lĩnh. Nhưng tôi ngửi thấy thêm một cuộc chiến tranh sắp đến lúc đàm phán. Tôi phải chọn lựa giữa nhà tù Leavenworth và trận mạc. Mùa hè năm 1965, tôi gặp một người thông tuệ gốc phương Đông. Ông cho biết, nếu quý ông muốn chiến thắng quân Bắc Việt thì phải thả cho các cửa hàng quân đội, PX, của chúng như là đường, kẹo và Coca-Cola. Mấy thứ đó tiêu diệt họ nhanh hơn bom. If you really expect to conquer the North Vietnamese, you must drop army PX on them, sugar, candy, and Coca-Cola. That will destroy them faster than bomb. LND, Sackham Hút Xanh bị bắt dưới hầm với 3 thỏi sô-cô-la, có chiếu trên đài TV. Tôi hiểu ngụ ý của ông. Khi tôi nhập ngũ năm 1942, điều này xảy đến cho tôi. Thức ăn trong quân đội phải ngon tuyệt, chúng tôi được đảm bảo là ăn no, ăn đủ và ngon nhất trong nhân loại. Nhưng tôi không hạp cơm lính. Do đó suốt ngày tôi hay lui tới cửa hàng PX của quân đội. Suốt 2 năm tôi ăn uống sữa mạch nha, cà phê pha đường, bánh kẹo, sô-cô-la và Coca-Cola. Sau nhiều tuần như thế tôi bị đau chỉ máu da phát sợ. Tôi luôn liên tưởng chứng bệnh kinh khủng này với tuổi cao niên, và hiện tôi ở lứa tuổi đôi mươi. Thân tôi được đưa xuống tàu qua xứ Anh trên chiếc sĩ số Mauretania, tàu cập bến Liverpool. Tôi bị chứng bệnh viêm phổi mà còn đi đứng được. Y tá cấp cứu nhìn nhiệt kế rồi tống tôi đi giữa bát đĩa nhà ăn suốt 6 ngày. Đến ngày thứ 7 nhiệt kế lên đến số may mắn. Chuông reo, các y tá với gương mặt thương cảm vội đưa tôi lên băng ca rồi xe cấp cứu đưa tôi đi nhà thương gần đấy. Săn sóc đặc biệt, bình dưỡng khí, liều lượng thuốc sulfanilamide, loại thuốc mới thần hiệu thuở ấy. Vì thuốc mới nên phải lấy máu thử mỗi giờ để tránh cho tôi bị nó hại. Tôi bị hôn mê suốt mấy ngày liền. Các cô y tá thơm phức thay giường đều cho tôi, chích lấy máu, dịu dàng tắm rửa toàn thân tôi. Cha tuyên úy lấp ló ở hành lang bên ngoài. Không ra trận được rồi. Ngày đổ quân bờ biển Normandy gần kề. Rồi một sáng kia, tôi tỉnh giấc mình đẫm mồ hôi, tâm thần thơ thới. Quân đội khôn hơn tôi lại sống lâu hơn cho chính phủ được nhờ. Tôi chập chững đi xuống hành lang để cân. Các cô y tá giật nảy người khi thấy số cân của tôi. Luật quân đội buộc bạn phải đủ cân như lúc nhập viện thì mới được xuất viện. Làm sao lên được 12 cân Anh trong 6 ngày? Đúng ngày đồng minh đổ quân tôi có đủ trọng lượng ra viện. Tôi được đưa đến Glasgow bằng tàu hỏa, đến Algiers bằng tàu thủy, rồi đến Ô Rắn ở bờ Địa Trung Hải bằng xe vận tải. 3 tuần trong sa mạc tôi thấy khỏe da, không thấy PX đâu cả. Giải trí của tôi là biển cả và rượu bia Algeria. Đổ bộ lên bờ biển Nam nước Pháp, tôi gia nhập vào đệ nhất quân đoàn Liên quân Pháp, có người Ả Dập, người Senegal, người Gums, người Siêu,
người Việt Nam, với sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp. Các bạn đồng đội mang theo nồi, chảo, vịt, ngỗng, dê, chừu và bạn gái. Bao nhiêu tháng qua không lương bổng, không PX. Hầu hết các bạn ở địa phương ăn chung với tôi không nếm miếng đường nào cả. Đường bán ở chợ đen. Chúng tôi ăn thịt ngựa, thỏ, sóc và bánh mì đen của nông dân. Mùa đông ở dãy núi Vosges thật khắc nghiệt và dài bất tận, thế mà tôi không bị cảm sổ mũi. Ở Pháp rồi qua Đức suốt 18 tháng mà chả bị bệnh nào cả. Tôi đủ sáng suốt để hiểu giá trị dinh dưỡng. Nhưng tôi ngu lắm. Trở về Mỹ quốc tôi lại chạp các thứ bánh, cả lối sữa pha mạch nha, sô-cô-la, Pepsi, đường, đường và đường. Sau vài tuần tôi nằm liệt giường, vướng hết bệnh lạ kỳ này đến mắc chứng oái âm kia, chỉ tái phát, sốt liên miên. Qua các xét nghiệm, tôi mắc nhiều bệnh lắm, sốt vàng da chưa có trong y khoa. Viêm gan, hơi điên, bệnh da ngoại quốc, tai thúi, mắc đau đa chứng. Sạch túi, tôi đi bệnh viện cựu chiến binh, rồi trở nên hội viên hội y khoa tư nhân Blue Cross và Blue Shield. Suốt 15 năm tôi gặp biết bao bác sĩ, đi bao nhiêu bệnh viện, chẩn đoán, trị bệnh, xét nghiệm rồi xét nghiệm, thuốc men và thuốc men, mà chả có ông bác sĩ nào hỏi tôi ăn gì, uống gì. Điều không tránh khỏi nữa là cái ngày mà thuốc men mất hiệu quả. Với chứng nhức nửa đầu, suốt 10 ngày tôi không ngủ, không ăn, không cựa quậy. Tôi khẩn cấp nhập viện cựu chiến binh ở Manhattan. Sau khi nghe các máy xét nghiệm báo cáo, ông bác sĩ trẻ bảo tôi không ung thư, không bú não, không gì cả. Hồ nghi, tôi lắp bắp, còn chứng đau đầu thì sao? Nếu trong 1 hay 2 tuần chưa khỏi thì trở lại đây. Ông bảo, trời, 1 hay 2 tuần à. Tôi bèn gọi người bạn có cha làm bác sĩ nổi tiếng trong nhóm y sĩ ở Đại Lộ Park. Họ xịt vào mũi tôi chất gì mát rượi. Sau giấc ngủ ngắn, tôi thấy khỏe được vài hôm. Tôi đủ kiến thức để nhận ra đó là cocaine. Và bao kẻ nghiện ma túy bắt đầu từ đây. Rồi người bạn ấy tập cho tôi ăn kiêng, thức ăn có mùi vị lạ. Nhưng tôi nhất quyết làm anh ấy vui. Tôi không biết nơi đâu có cocaine. Anh cấm chỉ thuốc lá, cà phê, đề nghị điểm tâm bằng cháo yến mạch, ăn trưa vài chiều thì thêm cơm và gà. Anh chẩn đoán, chứng xuống máu chậm lưu thông. Anh cho tắm nước nóng buổi sáng và tối, tập thể dục thư giãn buổi trưa. Tôi cố bỏ cà phê và thuốc lá nhưng tôi làm việc không được. Cuộc sống của tôi phải bắt đầu bằng cà phê, đường và sữa, uống 4-5 cốc trước giờ ngọ, nên ăn bữa trưa không ngon miệng, tôi bèn uống Pepsi. Vào bữa cơm tối, tôi ngẩn ngơ vì ngộ độc đường nên phải chọn vịt Trung Quốc hay tôm hùm để ngon miệng. Tôi cố theo lối ăn của anh bạn và được tạm thời khỏe khoắn. Rồi tôi lại ăn uống rộng rãi cho tới khi bệnh nhức đầu tái phát. Và lại ăn kiêng đêm nọ tôi ngồi đọc được quyển sách nhỏ và hiểu đơn giản rằng nếu bạn bị bệnh là do bạn thôi. Cơn đau là điều cảnh báo sau cùng. Bạn biết bạn hơn ai hết rằng chính bạn hành hạ thân thể bạn. Vậy ngưng ngay đi, đường là thuốc độc, sách nói. Nó nguy hại hơn á phiện, hơn phóng xạ nguyên tử. Và bóng dáng nàng Gloria Swanson với viên đường hiện ra trong tâm thức tôi. Nàng đã khuyên rằng mỗi người phải tìm lối sống cho bản thân. Tôi không mất gì mà chỉ mất các cơn đau. Tôi bèn tống tất cả đường và món gì có đường ra khỏi nhà bếp. Trái cây hộp, súp và bánh mì tủ lạnh chống trơn. Tôi chỉ ăn gạo lứt với rau củ. Tôi bị thống khổ suốt 48 giờ, buồn nôn, đau nửa đầu như búa bổ. Cơn đau này giống như thông điệp bằng mật mã, mất nhiều giờ mới giải được. Tôi phải dứt bỏ ma túy ngay. Heroin chỉ là hóa chất. Họ lấy nước ép trái cây anh túc, poppy, tinh chế thành á phiện và sau cùng thành heroin, là thuốc giảm đau. Đường là hóa chất. Họ tinh chế nước cốt của mí ép hay củ cải đường thành mật đường, rồi thành đường vàng, sau rốt thành đường trắng toát như pha lê. Vì thế không có gì lạ khi các tay buôn lậu ma túy pha loãng heroin nguyên chất với đường của sữa, lạc tô để hấp dẫn thị hiếu con người. Tôi dứt bỏ hết thảy, đường, aspirin, cocaine, caffeine, chlor, fluor, natri, bột ngọt, các món có tên dài thượt trên nhãn hiệu, tôi vứt tuốt ra thùng rác. 24 giờ đầu tôi dứt vất vả, mệt lả, ướt đẫm mồ hôi, run rẩy, nhưng hôm sau thức dậy tôi cảm thấy như được tái sinh. Hương vị hạt và rau củ giống như món quà của thiên thần. Những ngày kế tiếp là những ngày huyền diệu nối tiếp. Hậu môn và núi văn hết chảy máu. Màu da tôi sáng lên, mịn màng sau khi rửa mặt. Xương bàn tay và bàn chân lộ ra. Tôi thức dậy thật sớm, lúc trước chưa từng được như thế. Đầu óc sáng suốt hơn, chả có vấn đề gì rắc rối cho tôi. Áo sơ mi trở nên quá rộng, giày cũng vậy. Một buổi sáng khi cạo râu tôi sờ thấy xương hàm. Tóm lại từ 200 cân anh tôi tụt xuống còn 135 trong 5 tháng thân hình mới cuộc sống mới.
bữa nọ tôi đốt thẻ hội viên Blue Cross. Cùng lúc ấy tôi thấy ảnh Gloria Swanson trên tờ New York Times. Tôi liền viết cho cô một bức thư. Cô đã nói đúng, rất đúng. Trước kia tôi không hiểu, bây giờ tôi đã thấu suốt thông điệp của cô. Đó là thập niên 1960. Từ dạo ấy tôi vĩnh biệt đường, bác sĩ, bệnh viện và thuốc men. Bây giờ mỗi khi thấy ai bóc giấy bao viên đường, tôi bèn giật cả người, y như nàng Gloria Swanson hoảng hốt trong buổi cơm trưa họp báo trước kia. Tôi mong sao túm được cổ áo người ấy đưa đến chỗ thanh vắng để bảo cho cách trị lành dễ dàng chứng khổ ách vì đường, sugar blues. Sugar blues, nỗi khổ vì đường, tâm cuồng loạn, lạc hướng mọi người đồng thanh hợp sướng tôi hảo ngọt, bị sugar blues tôi bất hạnh, tôi đớn đau, thêm đường đi mà, tôi gục ngã, ôi tang thương. Tôi mắc chứng sugar blues, ai nói sao cũng được ngọt ngào rồi khổ đâu. Everybody sing in the sugar blues, but im on confused im so unhappy. If you so I got the sweet, sweet sugar blues, I could lay me down and drink more sugar. You can say what you to I got the sweet, sweet sugar blues. Bản nhạc Sugar Blues xuất bản năm 1923, thời điểm mà Mỹ quốc dung chuyển vì vụ tai tiếng Teapot Dome và hàng trăm triệu nạn nhân tiểu đường hân hoan chờ phép lạ, thần dược insulin. 1923 cũng đánh dấu thời hoàng kim của luật cấm rượu. Khi say rượu là phạm pháp thì lượng đường tiêu thụ tăng vọt, nhưng những người bài xích rượu lại thường hay nghiện đường. Họ thề không để rượu dính môi, rồi khi đường vào bụng lại biến thành rượu. Giống như bao sự báo ứng khác, các thứ rượu dinh, LND, dinh còn có nghĩa là cạm bẫy, cần sa, bạch phiến, heroin và đường tinh chế đều có cùng màu trắng. Lời bản nhạc Sugar Blues khéo mang ý nghĩa rằng đời người luôn phân thành hai cực đối nghịch, ngọt rồi nguy, biết hại mà lại khoái. Bản Sugar Blues làm nổi bật thân phận con người. 50 năm sau nó xứng đáng được mang tên một hành tinh chứa toàn loài người bị tai họa nghiện ngập. Những thi sĩ, đặc biệt là những người viết quốc ca, thường đi trước các y sĩ và chính khách để tìm đúng cái tên đặt cho một chứng bệnh gây thảm sầu cho nhân loại. Tôi không tìm khám phá hay tiết lộ trên các trang sách. Sau đây tất cả những gì tôi muốn biết về đường và có lo sợ khi tìm được. Tuy nhiên tôi đã biết khá đủ để kết luận rằng cái gì đã đưa vào lịch sử y khoa phải được xét lại và đại tu. Chiếu theo trật tự vũ trụ, đường tinh chế nhân tạo cũng giống như nhiều sự việc khác đang đóng một vai trò. Có thể các con buôn đường là những kẻ sát nhân dẫn chúng ta vào cám dỗ, bán cho ta thuốc giết người ngọt ngào, đưa những ai ưa tìm hoang lạc vào tai họa hủy diệt, làm sạch cỏ địa đàng để thiên nhiên chọn người đức độ cho sống sót. Số còn lại phải vào trận lụt kinh hoàng như trong Thánh Kinh đã nói. Lần này không phải nước lã mà là nước Coca, Pepsi và để thanh lọc loài người và lập lại đời mới. Kinh Cựu Ước ghi hồng thủy trận, diệt loài người tàn ác gian manh. Nay tái phạm loạn luân, kiêu mạn, Coca, nước ngọt thay thủy hồng. Lê Công Thình, Diệu Tính Liên Châu. Ha ha ha, 问什么的说呵。